thì xin chào cả nhà và thủy lại like đây ạ lúc này thì thủy bắt đầu lại like trên tiktok và hôm nay thì thủy đang hướng dẫn các anh chị ở trong phòng học cắt thiết kế thời trang và lúc này thì thủy đang quay video các bài giảng để hướng dẫn các anh chị một số kỹ thuật liên quan tới áo dài truyền thống công thức mới nhất và đặc biệt là có hướng dẫn phần kỹ thuật làm hoa cho áo dài chính vì thế mà thủy xin like ở trên tiktok một chút để thông báo với cả nhà một số những điều rất là mới của của thủy cũng như là một số phần quà mà thủy tặng cho các anh chị trong ngày hôm nay à, vậy thì lời đầu like thì xin gửi lời chúc cho tất cả các chị em và các anh chị một ngày mới nhiều năng lượng vì có năng lượng là có ngân lượng <laughs> và bây giờ thì thủy xin chia sẻ với cả nhà như sau à, thứ nhất đây là bộ khuôn dập tỷ lệ 1 phần hai và bộ khuôn dập này có tác dụng là giúp cho các nhà thiết kế và các nhà may may lên những sản phẩm theo ý tưởng của mình một cách nhanh nhất ạ à. đó vì chúng ta sẽ sử dụng bộ tỷ lệ khuôn dập 1 phần hai này để thiết kế lên những cái mẫu áo dài này hay là áo vest hay đầm dạ hội hay là áo măng tô hay là bất kể một trang phục gì mà các anh chị muốn thiết kế được nhanh này và chính xác vì uh, tỷ lệ sẽ giúp cho chúng ta uh, làm ra được những cái mẫu sản xuất một cách đẹp hoàn hảo hơn uh, chính vì vậy mà uh, khi mà chúng ta sử dụng bộ khuôn dập tỷ lệ 1 phần hai này này thì chúng ta sẽ tận dụng những cái phần vải dư thừa này thậm chí là chúng ta uh, sẽ pha phối những cái màu sắc hoặc là những cái nếp xếp 3d rồi 2d hay là bao nhiêu d lên trên cái phần tỷ lệ dập 1 2 này sẽ rất là nhanh uh, vì có những cái lúc mà Thủy làm những cái mẫu nó rất là khó nếu như mình sử dụng cả một mảnh vải to để mà mình làm được một cái mẫu hoàn chỉnh ấy, thì nó vừa tốn thời gian, nó lại vừa tốn vải nữa à, chính vì vậy mà Thủy đã đón em tỷ lệ 1 phần 2 này về ở với Thủy hơn 10 năm nay rồi đấy cả nhà, và không biết là các anh chị có theo dõi kênh của Thủy không chứ à, cái phần à, cả công thức cũng như là à, cái form tỷ lệ 1 phần 2 này đã đồng hành với Thủy trong suốt rất nhiều các khóa học trực tiếp và online à, vì khi mà Thủy sử dụng bộ khuôn dập tỷ lệ 1 phần 2 này để quay hình hoặc là hướng dẫn các anh chị nó sẽ nằm tròn trong màn hình để các anh chị được nhìn được bao quát tất cả các chi tiết mà thủy hướng dẫn à, cũng như là khi mà các anh chị đến nhà thủy học trực tiếp ý, thì tỷ lệ 1 phần 2 này à, sẽ tiết kiệm được những cái à, vật dụng để các anh chị à, hoặc là những cái nguyên liệu để các anh chị thiết kế nó rất là nhanh, nó rất là nhanh và rất là chính xác à, và thậm chí là rất là thú vị luôn. <laughs> Đó, à, hôm nay thủy vui lắm cả nhà vì à, thủy cũng đã hoàn thành tất cả những cái phần công thức thiết kế áo dài mới nhất của năm nay để hướng dẫn các anh chị trong khóa học công thức mới nhất của năm 2024 chính vì thế mà thủy đang cảm thấy rất là vui vì công thức của năm nay nó rất là tuyệt vời sẽ giúp cho các anh chị cắt được những cái mẫu áo dài nhanh nhất này chuẩn và không bị nhăn nách túng cổ đặc biệt là tất cả các kiến thức mới nhất này là thủy đã rút kinh nghiệm cũng như là đã trải nghiệm qua rất nhiều năm tháng và đặc biệt nữa là tất cả những cái kỹ thuật mà thủy hướng dẫn dẫn các anh chị trong ngày hôm nay ý, nói nói cứ thủy có hay nói vui là cả tuổi thanh xuân của thủy dành hết cho công việc ngày hôm nay và thậm chí là những thầy cô nào mà giỏi hay là hay ở đâu ấy là thủy sẵn sàng đầu tư để học để mình có thật nhiều kiến thức để khi mà các anh chị có hỏi thì thủy có thể trả lời được tất cả những cái ngóc ngách hoặc là những cái lỗi nho nhỏ nhất của các anh chị đó chính vì thế mà hôm nay thủy rất là vui thì rất là vui vì trong suốt tháng 10 của năm 2024 thì Thủy cũng đã đón nhận được hơn 200 học viên, hơn 200 học viên mới học online và đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời. À, cho nên là lúc này là Thủy sẽ à, cho nên lúc này Thủy cảm thấy rất là vui luôn đấy cả nhà ạ. <laughs> không biết nói gì luôn vì từ hôm qua giờ nói khán hết cả tiếng rồi đó cả nhà thấy em áo dài mini này có đẹp không ạ và có cả em áo dài một một mà thủy có mặc để chụp hình nhưng mà lúc này thủy chưa chưa tiện đăng vì muốn chia sẻ với các anh chị thông tin nhanh nhất trong ngày hôm nay là hôm nay là ngày cuối cùng để các anh chị được ưu tiên tặng bộ khuôn dập tỷ lệ 1 phần 2 và bộ khuôn dập tỷ lệ 11 để sản xuất luôn đấy ạ <laughs> à, chính vì vậy mà anh chị nào mà hôm nay đang theo dõi live stream Hoặc là à, thông báo cho bạn bè mình biết Là hôm nay là ngày cuối cùng là được tặng dập các anh chị nhá à, Vì à, bộ khuôn dập này có rất nhiều tác dụng Và mang lại những thành quả luôn và nhanh cho các anh chị đấy ạ <laughs> thủy thì thủy hay nói thật Và cũng nghĩ là nói vậy thôi Thậm chí là live stream cũng không thông báo gì luôn à, Chính vì thế mà à, hôm nay thủy đang nhìn thấy Có một số người đang theo dõi live stream à, Thủy cảm thấy rất là biết ơn Và rất là cảm ơn cả nhà à, Vì giờ này thì à, mọi người cũng đang Rất là say mê với công việc và bản thân thủy thì cũng đang rất là bận nhưng mà vẫn dành ít phút lại để chia sẻ với cả nhà à, chính vì thế mà thủy cảm ơn cả nhà đang theo dõi live stream rất nhiều nhá và xem xong live stream này thì thủy tin chắc là các anh chị cũng sẽ có nhiều năng lượng và có nhiều ngân lượng đấy ạ à. <laughs> rồi cả nhà ơi à, đây là mẫu áo dài tỷ lệ 1 phần hai làm được trên chất liệu vải gấm và vải này thì không co giãn à, chính vì thế mà à, thủy thiết kế cái phần hoa lụa trên áo để giúp cho phần áo dài của à, vải gấm nó không bị cứng và nó tinh tế nhẹ nhàng và sang trọng và uyển chuyển cũng như là mềm mại hơn. À, vậy thì à, khi mà các anh chị có thiết kế trên những cái dòng vải áo dài mà hơi cứng một chút ấy, thì các anh chị nên cho cái phần hoa lụa vào hoặc là những cái phần trang trí mềm và nhẹ để giúp cho áo của chúng ta không bị cứng, các anh chị nhé. Đó. À, thế còn về cử động của phần áo dài cũng như là à, công thức và các kỹ thuật để cắt may áo dài này hoàn chỉnh ấy, thì à, Thủy có chia sẻ ở trên kênh YouTube à, cũng như là trên TikTok thì Thủy cũng đã chia sẻ một số các kỹ thuật nho nhỏ để các anh chị có thể tham khảo để làm cho sản phẩm của mình đẹp hơn đó à, và đặc biệt thì à, khi cắt những cái dòng vải gấm này thì vải này nó rất là co co do nhiệt à, cho nên là các anh chị là là cho cô thủy là cho thủy thật kỹ trước khi cắt đó và thậm chí là có một số vải gấm ấy thì khi mặc lên là nó hay bị dạn vải, hay bị dạn vải chính vì vậy mà uh, tất cả các đường may nào mà uh, ảnh hưởng bởi độ cử động ấy thì chúng ta phải dán mùng ở bên trong đấy, thì chúng ta phải dán mùng ở bên trong để khi mặc nó không bị dạn vải các anh chị nhé à, ví dụ như là dán mùng ở nách này, dán mùng ở sườn này, dán mùng ở cổ, dán mùng ở tay đó và thậm chí là dán mùng cả ở cái vị trí tra khóa đằng sau lưng nữa đó để khi mặc nó không bị dạn vải <laughs> có nhiều kỹ thuật lắm các anh chị ạ à. à, nhiều bạn thì cứ nghĩ đơn giản là chỉ cần cắt một cái áo dài truyền thống đẹp là được thôi nhưng mà với thủy thì như thế chưa đủ đâu vì à, bây giờ nhu cầu của mọi người đòi hỏi cao lắm và mọi người cũng không mặc một cái sản phẩm gì mà mãi mãi đâu mọi người có thể mặc tới lần thứ hai thứ ba là cùng chính vì thế mà mọi người cũng muốn là có nhiều sản phẩm khác nhau để thay đổi để cảm giác như không bị nhàm chán ấy đó cho nên là áo dài của thủy có rất là nhiều kiểu luôn thậm chí là có rất nhiều form luôn cả nhà cứ vào trang face của thủy cũng như là trên kênh yêu á hoặc là dép lào á thì sẽ thấy rằng thủy có rất nhiều mẫu áo dài từ truyền thống đơn giản đến truyền thống cao cấp và thậm chí là áo dài cách tân áo dài hiện đại đủ thứ luôn và tất cả những cái đó thì phải có kỹ thuật mới làm được đó à, cũng là áo dài nhưng mà nếu mà áo dài mà bị à, lỗi thì không thể nói là đẹp được đúng không ạ mà nếu mà áo dài có đẹp nhưng mà đơn giản thì cũng mãi nó cũng chán đúng không ạ cho nên là à, thủy thì thì thích cái gì đấy nó luôn luôn phải mới à, chính vì thế mà công thức cũng mới cách đào tạo cũng mới và sản phẩm cũng mới và con người cũng phải thay đổi mới <laughs> nếu cả nhà thấy thì nói ý, điều đó là đúng hoặc giống mình thì viết ở dưới phần bình luận là à, giống tôi được không ạ <laughs> và thủy uh, xin gửi lời xin chào bạn uh, bao vàng à, xin chào bạn lan hương uh, xin chào bạn beo leo nguyễn uh, đó xin chào mọi người đang theo dõi livestream nhé uh, cả nhà có câu hỏi gì thì uh, viết ở dưới phần bình luận để thủy tí nữa sẽ đọc và sẽ uh, chia sẻ với cả nhà hoặc là uh, cả nhà có những cái sản phẩm nào mà chưa đẹp ấy uh, thì chụp ảnh gửi vào dép lào cho cô thủy uh, thủy sẽ hướng dẫn các anh chị cách sửa để làm sao có những sản phẩm đẹp hơn đó Thế còn chương trình của ngày hôm nay á, thì hôm nay là ngày 30 tháng 10, là ngày cuối cùng Thủy tặng cho các anh chị các bộ khuôn dập tỷ lệ 1-1 để sản xuất ngay, để có thu nhập luôn. Hai là một bộ khuôn dập tỷ lệ 1 phần 2 như ở trên ảnh. Thì trong, trong bộ khuôn dập này sẽ có những chi tiết như sau. Đây ạ, cả nhà ơi, ở đây nhá, trong bộ khuôn dập thì sẽ gồm có tay không ly này, đó, và tay có ly này đó và có cả hoa luôn. Thủy tặng các anh chị cả bộ dập hoa trong áo luôn và đây là phần cổ và đây là phần hoa minh họa để cho áo dài tỷ lệ một một nhưng Thủy đang để ở đây và trong bộ dập thì cũng có cả uh, form của thân trước cơ bản truyền thống này uh, rồi uh, áo dài ly vuông này rồi thân sau này đó. có như là trong bộ dập Thủy rất là chỉnh chu để cho các anh chị uh, đầy đủ để khi các anh chị thiết kế á, muốn bộ khuôn dập uh, truyền thống cũng có mà cách tân cũng có mà hiện đại cũng có vì uh, những cái mẫu hiện đại cũng đều xuất phát từ những bộ khuôn dập như thế này. Đó, cho nên là ngày hôm nay á Thủy thông báo với cả nhà là ngày cuối cùng để Thủy gửi tặng các anh chị các bộ khuôn dập để các anh chị có luôn thu nhập cũng như là cũng là ngày cuối cùng mà Thủy cũng muốn nhắc nhở các anh chị là hãy suy nghĩ kỹ để đừng bỏ lỡ cơ hội này vì suốt từ hôm tới giờ ấy, từ đầu tháng 10 tới giờ là Thủy tặng rất là nhiều, Thủy tặng rất là nhiều quà luôn và toàn những cái món quà mà Thủy đã trải qua và Thủy thấy rằng nó rất là hữu ích và giúp được các anh chị rất là nhiều cho nên là thủy đã nói về cái phần này rất là nhiều luôn thì không biết là uh, các anh chị có hiểu ý của thủy không ạ? <laughs> Tại vì uh, Thủy uh, đã từng đào tạo nghề mấy chục năm nay rồi, uh, đã gần 30 năm rồi, cho nên là Thủy rất muốn làm một cái điều gì đó uh, để uh, giúp các chị em cũng như là đồng hành cùng với các học viên để có được kết quả uh, và cái điều tuyệt vời là đến ngày hôm nay thì Thủy cũng uh, cảm thấy rằng mình uh, được hoàn hảo hơn về cái, cái công thức cũng như là về uh, phần kỹ năng và tư duy để phát triển cũng như là uh, để thoát nghèo. Uh, chính vì vậy mà Thủy muốn chia sẻ với các anh chị một số những cái kinh nghiệm đó để làm sao các chị em chúng ta đỡ vất vả hơn. Đó. vì điều tuyệt vời nhất mà Thủy nghĩ vào lúc này là Thủy cũng đã gần 50 tuổi rồi, cũng đã sắp già rồi cho nên là cũng muốn để lại cho đời, cũng muốn là để lại một cái gì đấy nó gọi là nó có giá trị cho những người về sau cũng như là các bạn trẻ. Chính vì vậy mà những kiến thức của Thủy trong ngày hôm nay gần như là Thủy dành hết tất cả tâm huyết công sức để viết ra những cái bộ tư liệu cũng như để quay các video bài giảng một cách ngắn gọn nhanh nhất và chuẩn nhất để hướng dẫn các anh chị trong các khóa học chương trình mới đấy. ạ à, Tất nhiên là có một điều mà thủy cũng cũng hy vọng là cả nhà hiểu vì các chương trình của thủy thì thường là thủy đang có những chương trình ưu đãi tặng tới bảy tám phần trăm rồi và thậm chí lại tặng cả dập nữa. À, chính vì vậy mà thủy chỉ để lại có một chút xíu thôi và một chút xíu đấy để thủy chi trả vận hành cho các khóa học cũng như là chi trả cho các bạn nhân viên cũng như là các phần mềm mà thủy lưu giữ các video bài giảng cũng như là chi trả cho những người đang hỗ trợ thủy để làm những cái phần video này cũng như là hoàn thành các bộ khuôn tập để gửi tặng tới các anh chị à, chính vì thế mà cái chi phí đấy nó chỉ đủ chi trả cho những cái phần đó thôi ạ còn thủy hiện tại là lương là chưa có ai trả đâu ạ <laughs> lương là thủy chưa có ai trả đâu mà tự mình tự mình phải làm những cái việc khác để có thu nhập nuôi chính mình còn mấy ngày hôm nay là thủy đang tặng các anh chị rất là nhiều quà và thủy cũng muốn giúp các anh chị chính vì thế mà thủy muốn nói một lần cuối trong cái ngày tháng hôm nay là các anh chị nào mà muốn vượt qua khó khăn mà muốn có một công việc ổn định mà muốn có một tay nghề giỏi và muốn có thu nhập luôn thì hãy xem kỹ live stream này và xem những chương trình của thủy đang tặng trong ngày hôm nay để để dành cho mình một cơ hội và để dành cho mình một cái điều thú vị tuyệt vời đánh dấu mốc cho thành công mới của các anh chị đó, <laughs> lúc này thủy cảm thấy đang rất là vui và cũng muốn là phân tích kỹ hơn để cho những bạn mà uh, chưa hiểu được hết cái công năng và cái lợi ích của uh, những gì mà thủy đang chia sẻ cho nên là thủy uh, uh, xin phép mà uh, những anh chị đã biết rồi hoặc những anh chị đã giàu rồi thì uh, thủy xin phép cho thủy nói chuyện này với những bạn mà còn đang nghèo hoặc là đang còn khó khăn nhất các anh chị nhé, đó vậy thì những bạn nào mà con đang đang còn nghèo này hoặc đang còn khó khăn này đang còn vất vả thì hãy xem hết live stream này nhá còn những anh chị là giàu rồi thì thôi cho thủy xin một lời động viên và các anh chị có ý tưởng hoặc có những cái um, tiêu chí hoặc là có những cái kinh nghiệm gì cảm thấy hay và tâm đắc thì cũng có thể viết cho thủy ở dưới phần bình luận để tí nữa Thủy sẽ đọc sau đó thì thủy cũng sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân để cố gắng ngày càng tốt hơn và thủy xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Vậy thì bây giờ Thủy sẽ chia sẻ với một số các bạn đang khó khăn và những bạn đang nghèo nhé À, thứ nhất là thủy phân tích như thế này à, vì trong những ngày vừa qua ấy, thì có rất nhiều bạn à, có nói là à, cô thủy ơi em đang vất vả quá à, em đang khó khăn quá vì em phải lo cho con em đang học và thậm chí là em có tới hai ba con đang học mà bây giờ không biết làm thế nào để xoay sở được kinh tế để cho con học à, và em cũng đã phải à, à, làm ngay làm đêm để đóng tiền học cho con à, mà trong khi đấy thì tiền em làm ra còn ít hơn cả tiền nộp học thế bây giờ thủy bảo thế bây giờ làm nào thế bảo con nghỉ học à hay là bảo con là không học nữa thế thì bạn ấy bảo không dù nghèo em cũng phải cho con em học vì chỉ có học mới không bị nghèo à, chính vì vậy mà thủy bảo đúng rồi bạn nói thế là đúng rồi đúng là muốn thoát nghèo thì phải học thế bây giờ bạn đã học chưa thế bây giờ cô thủy hỏi là bạn đã học chưa thế bây giờ tiền học của bạn ấy có bằng tiền học của con không thế bây giờ con nuôi bạn hay bạn nuôi con Thế là bạn bảo là uh, thực sự là em cũng khuyên con em ấy là phải học vậy sau này đỡ khổ như mẹ. Uh, nhưng mà em thì em chưa dám học vì uh, em dành hết tiền học cho con. Thế bây giờ cô Thủy lại hỏi này, thế bây giờ tiền học của em bằng có một phần tiền học của con. Thế bây giờ em không học thì làm sao em có tiền để em nuôi con học? Thế bây giờ em có thể đi vay mượn để cho con học thì thôi mình cũng sẽ cố thêm một tí nữa để mình cho mình học. Thế mà trong khi đó thì chương trình học của cô Thủy là học đã được giảm 70-80% rồi Lại được tặng dập để may luôn để bù vào tiền học Thế thì có phải là bạn cũng chả phải mất nhiều gì tiền học cả Mà thậm chí là những cái quà tặng cô Thủy tặng cho các anh chị là các anh chị may luôn được thành sản phẩm May luôn thành sản phẩm và có luôn được tiền thậm chí là còn nhiều hơn rất là nhiều Thế thì tại sao lại không làm? Tại sao không làm mà bây giờ cứ ngồi để than Than là em không có tiền Than là em nghèo quá Than là em nộp tiền học Thế bây giờ ai là người giúp mình Bây giờ mình không giúp mình thì ai giúp mình Mà người khác có giúp mình thì cũng chỉ giúp được giới hạn Thế làm sao người ta giúp mình được mãi cái tư duy Làm sao mà người ta cứ đi theo mình Hoặc người ta nhắc nhở mình mãi được Vậy thì bây giờ mình chỉ có mình thay đổi thôi Mình muốn người khác thay đổi Hay mình muốn thay đổi cuộc sống, cuộc đời của mình Việc đầu tiên là mình phải học cách thay đổi <laughs> thì nói với mọi người có vẻ như là hơi cầu cáu đúng không nhưng mà thực sự là cũng hơi cầu thật đấy các bác ạ vì uh, thủy cũng chia sẻ với rất nhiều các chị em nhưng mà các chị em thì cũng có cái suy nghĩ như thủy lúc nãy vừa hỏi ấy. vì thủy biết là cái, cái suy nghĩ đấy thì cũng có một thời điểm là thủy cũng từng nghĩ như vậy rồi thủy cũng từng nghĩ như vậy rồi và thủy cũng bị mọi người mắng sau đó thì mọi người cũng không giúp thủy nữa vì giúp mãi cũng chán thế là thủy cũng chỉ còn một cách nghĩ duy nhất là tại sao À, tại sao những người phụ nữ khác thành công? Vậy thì à, mình có ưu điểm gì và bây giờ à, mình có nhược điểm gì và mình đang có cái gì và bây giờ mình muốn cái gì đấy? À, thế thì mình ngồi mình nghĩ, mình nghĩ hết tất cả mọi thứ ra. Thế sau đó thì mình mới bảo, à, à bây giờ ấy mình thứ nhất là mình có sức khỏe, thứ hai ấy, là mình là một người mà cũng không phải là quá kém để không học được những cái gì của người khác. Thế cho nên là Thủy đã xác định là bây giờ á con học mẹ cũng học. Sau đó thì mình cái thời điểm mà thủy đi học ấy thì nó không phải giống như bây giờ, học ngày xưa là cứ phải theo đéo với thầy cô hàng năm giờ ấy mà một năm rồi thì cả nhà biết là thủy phải tốn rất nhiều tiền và thủy phải vay mượn, thậm chí là khổ kinh khủng luôn. chứ không phải như bây giờ, bây giờ á các bạn học tính theo giờ, theo ngày, theo tháng, thậm chí là còn có cả quà tặng nữa. Trời ơi khác thủy ngày xưa nhiều luôn thế thì lúc đó thì thủy có suy nghĩ là bây giờ mình sẽ phải học và mình đầu tư vào việc học để mình có kiến thức sau đó mình sẽ đi làm ở công ty rồi mình mở cửa hàng may rồi mình sẽ phát triển dần lên vì sản phẩm của mình lúc đấy nó chưa đẹp mà cho nên là mình đã quyết định như thế và mình đã xác định là mẹ học con học sau đó thì mình đã vay tiền mình đã đi vay tiền của những người thân mình vay thì lúc đấy mọi người cũng sợ lắm cũng không không dám cho vay nhiều đâu vì nghĩ là uh, mình chả biết cái gì mấy sau đó thì uh, mình lại đang nghèo như thế này thì vay làm sao mà có tiền trả? Nhưng mà thực sự là lúc đấy thủy vay thủy cũng ngại nhưng mà không còn cách nào khác thế thì thôi vay mỗi người một tí. Thế sau đó thì làm ngay làm đêm xong rồi cũng mua sách <laughs> thì kể cho cả nhà nghe. Thủy uh, đi đến hiệu sách mua quyển sách là học cách làm giàu. Lúc đấy là thủy mua một quyển sách là học cách làm giàu nhé cả nhà nhé. Bây giờ cả nhà cứ ra hiệu sách tìm xem cái quyển học cách làm giàu thủy đi đâu thủy cũng cầm quyển sách đấy đi theo thậm chí là đi làm đi chơi đi ngủ cũng cầm quyển sách đó theo đọc 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 rất là nhiều với cái tiêu đề là học cách làm giàu thì trong cái quyển sách đó thì cũng có nói về một số những cái cái kinh nghiệm làm giàu của một số những người nổi tiếng thế sau đó thì cũng nói là à, cách sống và mang tính chất giống như kiểu đắc nhân tâm á nó cũng có một phần ở trong cái quyển sách đó và cứ như thế cứ như thế, sau đó thì mình lại được một người bạn lại tặng cho mình một cuốn sách là hướng dẫn con để đến trường Harvard và Thủy cũng lại xem cái cách dạy làm làm mẹ và xem cái cách dạy các con nữa. Thế thì lúc đấy thực sự là tư duy của Thủy bắt đầu thay đổi. Lúc đấy bắt đầu Thủy mới thay đổi vì Thủy thấy rằng là à những người giàu người ta sẽ phải làm như thế này và muốn con ngoan thì sẽ phải học như thế này và làm như thế này vì lúc đấy mình còn mới trẻ lắm, mình cũng chưa nghĩ ra được những cái gì nó, nó xa vời cho tương lai đâu. Sau đó thì mình đã làm theo mình làm theo thì nói thật với cả nhà là thủy cũng có hai con đứa đầu tiên thì mình còn vất vả thì mình không được chu đáo cũng giống như là kiểu chưa đọc sách ấy, thì cũng cảm giác nuôi con nó vất vả hơn thế sau đó đứa thứ hai thì thủy cũng đọc sách và thủy cũng rút kinh nghiệm từ trong cuốn sách và thủy cũng thay đổi được rất là nhiều cảm giác phải thay đổi được đến 80 phần trăm luôn và ngày hôm nay thì thủy cũng vẫn nói với các con là cũng may mắn là mẹ được người ta tặng sách cũng như là mẹ thay đổi vì những quyển sách đó chính vì thế mà thủy từ ngày đó là thủy cũng hay đọc sách và hiểu được thế nào là đắc nhân tâm và hiểu được như thế nào là sống sao cho phải và làm như thế nào để sống một cuộc đời an nhiên và làm thế nào để sống có ích đó và làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc vì tất cả cuộc sống này dù giàu hay dù nghèo cái đích cuối cùng để thành công đấy là hạnh phúc thủy vẫn nói với các con thủy như vậy à, cho nên là thủy cũng không cầu toàn đến mức độ là mình phải quá nhiều tiền thì cũng không cần cầu toàn phải là quá giàu hay là quá sướng vì chúng ta thì cũng sống chung một bầu trời, à, công viên thì ra công viên thì ai giống nhau, còn đi ngủ thì ai chung một cái giường. Đó, cũng không thể hơn được, ăn thì cũng chỉ ăn được bấy nhiêu thôi mà ăn nhiều thì có khi lại còn mang bệnh. Thế cho nên là cuộc sống nó rất là vô thường nó rất là vô thường. Cho nên chính vì vậy mà bây giờ mình cứ làm, mình làm mang tính chất là lao động là vinh quang, sau đó cống hiến, cống hiến là một cái gì đấy nó rất là cao quý. Và thủy cũng cố gắng để làm sao mình cân bằng công việc và quà tặng với mọi người cũng như là cân bằng cuộc sống để chúng ta có một cuộc sống nó được an nhiên và hạnh phúc à thôi <laughs> lại nói vấn đề này nó mang tính chất là hơi giáo dục thì lại có vẻ như là hình như hơi lạc đề hơi lạc đề đúng không ạ à, nhưng mà thì cũng muốn động viên các bạn mà đang còn khó khăn này các bạn mà đang cảm thấy chưa hạnh phúc ấy thì mình hãy nghĩ một cách đơn giản để cho đầu óc mình nó được thoải mái để khi mình học ấy nó mới nhập tâm và nó mới thu thập được những kiến thức mới của người khác cũng như là nhận được những cái điều tốt đẹp ở xung quanh ta à, nói, nói như vậy thì các anh chị có thể như là hiểu được một phần ý của thủy rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ quay về bộ dập nhé. À, cả nhà ơi ví dụ như cái phần bộ dập này của chúng ta ấy thì cái phần lưu ý ở cái phần cử động à, đây là vải không có giãn cho nên là à, phần cử động thì các anh chị lưu ý cho cô thủy là ở khử tay ấy, ở cái chỗ này này chỗ khử tay là chỗ này này thì các anh chị để cử động cho cô thủy khoảng à, 3 sen thì mới gập khử tay vào được thế còn ở trên nách này mà nếu các anh chị muốn mặc êm mà gọn ấy thì để cử động cho thủy tầm khoảng ở à, à, cho thủy tầm khoảng à, ở phần cử động eo này thì chúng ta để có cho cô thủy tự động tầm khoảng 2 đến 3 sen thì mới giơ tay được còn ở chỗ ngực này thì các anh chị để cử động cho cô thủy khoảng 1 sen để cho dễ chịu đó à, còn về phần mông thì các anh chị để cử động cho cô thủy tầm khoảng à, từ 3 từ 1 đến 3 cm nói chung là cứ động mông thì tùy theo dáng thế còn cái phần a ở dưới gấu này thì các anh chị để cho thủy a thì tầm khoảng từ mỗi bên ra tầm khoảng từ 6 đến 8 cm tùy theo dáng người để chúng ta để độ a nói chung là tất cả những cái kỹ thuật uh, may của cái áo dài này cũng như là của cái áo dài mà trong công thức uh, mới nhất của cô thủy á thì cô thủy cũng có làm rất là nhiều À, nhất rất là nhiều những cái phần uh, video kỹ thuật hướng dẫn để các anh chị được học rất là chỉnh chu ở trong lớp và trong lớp đấy thì các anh chị được học cả công thức áo dài mới nhất áo dài truyền thống này uh, rồi công thức áo dài ly vuông này uh, tay có ly này và tay không ly này uh, kỹ thuật may này uh, và xử lý trên các dáng người này đó ở trong cái lớp công thức mới nhất của cô thủy thì các anh chị sẽ được học rất nhiều kiến thức như vậy uh, còn bây giờ thì uh, thủy cũng chia sẻ từ nãy tới giờ cũng hơi nhiều về công việc cũng như là về tư duy về tư duy rồi à, cho nên là bây giờ thủy cũng đang cố gắng để hoàn thành nốt cái phần bài giảng của mình để đưa vào trong cái phần khóa học của công thức áo dài mới nhất để giúp các anh chị hoàn thành được khóa học của mình à, và thủy cũng không biết nói gì hơn à, chỉ chỉ biết là à, chúc cho tất cả các chị em luôn xinh đẹp hạnh phúc và thành công và đừng quên là à, xem mình thiếu ở đâu cần cái gì thì bổ sung vào để giúp cho cuộc sống của chúng ta luôn tươi đẹp à, và các anh chị nhớ là hôm nay là ngày cuối cùng Nhá. Hôm nay là ngày cuối cùng Thủy hỗ trợ các anh chị là tặng các bộ khuôn dập khi đăng ký các khóa học online và được giảm 7 đến 80% của học phí. Chính vì thế mà anh chị nào mà đang có nhu cầu hoặc cần học hoặc là trước sau gì cũng phải học thì học càng sớm càng tốt nhé Và các anh chị nào có những sản phẩm chưa đẹp này hoặc đang bị lỗi ở đâu khi mua này, khi may này thì gửi vào dép lào cho cô Thủy để cô Thủy hướng dẫn các anh chị sửa được sản phẩm đấy luôn và sẽ không bị phạm phải những cái lỗi đấy lần thứ hai nữa và bây giờ thì à, xin chào cả nhà chúc cả nhà có một ngày mới thật nhiều năng lượng để thật nhiều năng lượng <laughs>